SKF Ngọc Anh, nhà cung cấp vòng bi bạc đạn SKF chính hãng cho mọi doanh nghiệp. Tự hào là nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm SKF chính hãng tại Việt Nam. Cam kết hoàn tiền 500 lần giá trị sản phẩm nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái từ hệ thống của SKF Ngọc Anh. Dịch vụ tận tâm, giao hàng toàn quốc, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 tất cả các ngày trong tuần. SKF Ngọc Anh nỗ lực mang lại giá trị và sự thịnh vượng cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm SKF chính hãng. Truy cập ngay website ngocanh.com để biết thêm chi tiết. Hé lộ thù lao của ban lãnh đạo Vingroup. Năm vừa qua, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup đã nhận thù lao 12,4 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức tối đa mà Đại hội Cổ đông đã thông qua. Năm 2020, các thành viên trong Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup, mã VIC, nhận tổng thù lao 12,4 tỷ đồng, tương đương với 0,27% lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm. Thù lao của Ban Kiểm soát là 2,1 tỷ đồng, tương ứng với 0,05% lãi sau thuế. Hội đồng Quản trị của Vingroup hiện có 9 người cùng Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, 5 Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên. Như vậy, trung bình mỗi người nhận 1,38 tỷ đồng một năm, hay khoảng 114 triệu đồng một tháng. Vingroup không nêu cụ thể thù lao của từng người. Thực tế, ở một số doanh nghiệp như tập đoàn FLC hay xây dựng FLC Faros, các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quản trị đều có cùng một mức thù lao ngang nhau. Ban kiểm soát Vingroup có 3 người, tức là mỗi người nhận bình quân 700 triệu đồng một năm hay 58 triệu đồng một tháng. Mức thù lao 0,27% và 0,05% lợi nhuận nói trên thấp hơn nhiều so với con số tối đa đã được thông qua. Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020 đã phê duyệt phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị tối đa là 0,4% và cho Ban kiểm soát là 0,1% lợi nhuận sau thuế. Năm 2019, Đại hội Cổ đông cũng thông qua mức thù lao tối đa là 0,4% và 0,1% lãi sau thuế cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Mức chi trả thực tế cho năm nay chỉ là 0,25% và 0,05%. Sang năm 2021, Ban lãnh đạo Vingroup tiếp tục đề xuất Đại hội đồng ý với mức thù lao tối đa 0,4% và 0,1% lợi nhuận như các năm trước. Năm nay, Vingroup đã đặt ra mục tiêu lãi suất sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng. Nếu tập đoàn hoàn thành 100% mục tiêu kinh doanh và trích thù lao theo tỷ lệ tối đa, Hội đồng Quản trị sẽ được nhận 18 tỷ đồng và Ban Kiểm soát nhận 4,5 tỷ đồng. Ban Giám đốc Vingroup năm 2020 có 5 người cùng Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Quang và 4 Phó Tổng Giám đốc là bà Mai Hương Nội, ông Phạm Văn Khương, bà Dương Thị Hoàn và bà Nguyễn Thị Diệu. Miễn nhiệm từ ngày 29 tháng 3 năm 2021 để tập trung điều hành công ty con là One Mouth Group. Tổng thù lao cho ban giám đốc trong năm qua là xấp xỉ 37,9 tỷ đồng, tương đương với trung bình gần 7,58 tỷ đồng một người một năm, hay khoảng 630 triệu đồng một người một tháng. Năm 2019, thù lao cho ban giám đốc Vingroup là 27,72 tỷ đồng. Mức thu nhập nói trên nhìn chung khá nhỏ so với khối tài sản của các lãnh đạo tại tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chẳng hạn, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đang có tài sản ròng khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 200.000 tỷ đồng. Theo thống kê của Forbes, các Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Thúy Hằng và Phạm Thu Hương cũng nắm giữ số cổ phiếu VIC trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Theo Vietnambiz.vn, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.